lạm phát thì có tốt hay không? Câu trả lời là có tốt. Nếu không có lạm phát, đất nước không thể phát triển được. Nhưng mà lạm phát nó phải ở ngưỡng gì? Lý tưởng. Lý tưởng là bao nhiêu? Cộng trừ 4%. Tức là có thể là 3% hoặc 5% hoặc 6%. Tức là nó quanh quanh ngưỡng 4% là nó gọi là lý tưởng. Chứ lạm phát tầm 8-9% là bắt đầu căng thẳng. Tại sao lại là lạm phát nó chỉ giữ quanh khoảng 3-4% là nó ok? Lý do là như thế này. Nếu mà lạm phát thì những cái doanh nghiệp sản xuất ấy nó mới tăng giá bán được. Có phải nguyên liệu đầu vào tăng thì giá bán nó phải tăng không? Mà nhờ cái tăng giá bán đó thì nó có những cái động lực nó làm cho những năm sau. Còn nếu mà giảm phát ấy, không gọi lạm phát mà gọi là giảm phát ấy, thì có phải sản phẩm bây giờ bán 200.000 mà nó phải giảm xuống là bán 190, thì doanh nghiệp sản xuất nó bỏ đi, nó không làm ấy. Người ta chán, người ta không làm á. Vậy thì câu trả lời của chúng ta sẽ là nếu mà trong một cái thời kỳ giảm phát thì kinh tế không thể phát triển được. Vì thế lạm phát là điều nên có. Và có ở trong ngưỡng bao nhiêu? Cộng trừ 3-4%, và đó gọi là lý tưởng. Lạm phát lý tưởng. Nhà. Và chính phủ chúng ta vẫn đang giữ trong cái khoảng cách đấy. Em nghĩ nó ok. Em nghĩ nó ok, chưa có vấn đề gì cả. Chắc chắn là cũng sẽ có những cái động thái tăng lãi suất. Điều đấy điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là tăng bao nhiêu. Những năm 2008, 2012 chúng ta tăng lãi suất 15%, 18%. Nhưng bây giờ lãi suất của chúng ta các bác biết bao nhiêu không? Em ấy ở ngân hàng Vietcombank đấy. Lãi suất của chúng ta đâu đấy một năm khoảng 5,5%. Gửi tiết kiệm đấy, làm sổ 5,5%. Khi nào lãi suất nó lên khoảng 7-8% thì nó vẫn là trong ok mà. 7-8% vẫn là ok mà. Đấy, cứ 10% quay đầu thì em nghĩ vẫn ok. Mà hiện tại nó còn chưa ra đến cái việc đấy. Hiện tại nhà nước mình còn chưa bơm tiền cơ. Tiền giải ngân bây giờ nó còn đang chết dứ ở đầu tư công, đã giải ngân được mấy đâu. Cuối năm bắt đầu chắc mới đẩy được mạnh hơn. Đúng không? Đã bơm được tiền ra đâu. Đấy. Như thế tiền nó cũng bơm ra chưa nhiều. Như thế nên các bác đừng có vội bảo là nó sẽ tăng lãi suất nhanh và mạnh. Không có chuyện đấy đâu. Có chuyện đấy đâu. Ít nó phải 6 tháng 1 năm sau. Khi nào lạm phát nó cao cao một xíu thì nhà nước sẽ có những cái động thái gọi là tăng lãi suất.